có làm gì anh đâu. Tôi đâu có làm gì anh đâu. Nhưng mà tôi đâu có làm gì anh đâu. Tôi làm gì anh? Nhưng mà tôi làm gì anh? Ủa mà tôi làm gì anh? Nhưng mà tôi đâu có làm gì anh đâu. Ủa tôi đâu có làm gì đâu mà làm gì vậy? Hình như anh nhập người rồi đó. Em ở trong hẻm em chạy ra mà. Anh nhầm người rồi, em ở trong hẻm em chạy ra nhìn biển số xe lại đi. Cái dán và dán logo nó khác thôi. Em trong hẻm em chạy ra mà. Nhìn này nó nhầm người hay sao á?